tất tần tật về mỹ nhân dân tộc Thái mặt như AI tạo ra, bất ngờ nổi tiếng sau sự cố nhớ đời trên livestream. Ngoài ra Mỹ Lệ cũng thẳng thắn phản hồi những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Có thể nói vũ trụ livestream đang là sân chơi nhộn nhịp nhất thời điểm hiện tại. Với xu hướng nhà nhà livestream và người người lên mạng chốt đơn, đây tề tựu đầy đủ từ trẻ trung đến lớn tuổi, từ nghệ sĩ nổi tiếng đến người nông dân hay dân tộc thiểu số. Tuy nhiên không phải ai cũng tạo được nét riêng khiến cư dân mạng nhớ mặt đặt tên thậm chí nổi tiếng chỉ sau một đêm và nhân vật mới nhất làm được điều này là Millie Daily, cô gái dân tộc Thái có vẻ ngoài tựa như mỹ nhân AI. Millie Daily là ai? Millie Daily có tên thật là Mỹ Lệ, sinh năm 2006, người dân tộc Thái. Cô nàng sinh ra và lớn lên ở Sapa, hiện đã xuống Hà Nội sống và làm việc. Công việc chính của Mỹ Lệ hiện tại là livestream cho các nhãn hàng và làm nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Bắt đầu đăng video từ tháng 6 năm 2023, cô nàng đang có 161.000 người theo dõi, 1,4 triệu lượt yêu thích trên TikTok và những con số này vẫn đang trên đà tăng chóng mặt. Sở dĩ có màn tăng tốc đáng kể này là sự viral của đoạn clip Mỹ Lệ khóc miếu trên livestream vì bị bom hàng. Trong clip này, cô gái xinh đẹp vừa nói tiếng kinh lơ lớ vừa ấm ức khi khách hàng chơi đùa quá mức. Khoảnh khắc miếu máu của Mỹ Lệ bất ngờ nổi dần dần, cô nàng nhận về vô số lời động viên cũng như lời khen khóc mà vẫn dễ thương. Có thể nói vũ trụ livestream đang là sân chơi nhộn nhịp nhất thời điểm hiện tại. Với xu hướng nhà nhà livestream và người người lên mạng chốt đơn, đây tề tựu đầy đủ từ trẻ trung đến lớn tuổi, từ nghệ sĩ nổi tiếng đến người nông dân hay dân tộc thiểu số. Tuy nhiên không phải ai cũng tạo được nét riêng khiến cư dân mạng nhớ mặt đặt tên, thậm chí nổi tiếng chỉ sau một đêm. Và nhân vật mới nhất làm được điều này là Millie Daily, cô gái dân tộc Thái có vẻ ngoài tựa như mỹ nhân AI. Tất tần tật về mỹ nhân dân tộc Thái mặt như AI tạo ra, bất ngờ nổi tiếng sau sự cố nhớ đời trên livestream, ảnh 1. Tất tần tật về mỹ nhân dân tộc thái mặt như AI tạo ra, bất ngờ nổi tiếng sau sự cố nhớ đời trên livestream, ảnh 1. Cô gái livestream bán áo đang được cư dân mạng chú ý gần đây. Milly Daily là ai? Milly Daily có tên thật là Mỹ Lệ, sinh năm 2006, người dân tộc Thái. Cô nàng sinh ra và lớn lên ở Sapa, hiện đã xuống Hà Nội sống và làm việc. Công việc chính của Mỹ Lệ hiện tại là livestream cho các nhãn hàng và làm nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Bắt đầu đăng video từ tháng 6 năm 2023, cô nàng đang có 161.000 người theo dõi, 1,4 triệu lượt yêu thích trên TikTok và những con số này vẫn đang trên đà tăng chóng mặt. Sở dĩ có màn tăng tốc đáng kể này là sự viral của đoạn clip Mỹ Lệ khóc miếu trên livestream vì bị bom hàng. Trong clip này, cô gái xinh đẹp vừa nói tiếng kinh lơ lớ vừa ấm ức khi khách hàng chơi đùa quá mức khoảnh khắc mếu máu của mỹ lệ bất ngờ nổi dần dần cô nàng nhận về vô số lời động viên cũng như lời khen khóc mà vẫn dễ thương tất tần tật về mỹ nhân dân tộc thái mặt như ai tạo ra bất ngờ nổi tiếng sau sự cố nhớ đời trên livestream ảnh hai khoảnh khắc viral của mỹ lệ chưa hết ngay sau khi đoạn clip viral trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin với nội dung cô gái livestream bán áo đang gây sốt gần đây là gà cưng của công ty piu piu thông tin này càng giúp mỹ lệ được nhiều người biết đến hơn Tuy nhiên một bộ phận cư dân mạng lại cố tình hiểu theo ý không tích cực và để lại nhiều bình luận khó nghe với hai bên. Trước sự việc này này, cả Mỹ Lệ lẫn Piu Piu đều làm clip đính chính, khẳng định thông tin chưa chính xác, chỉ là hiểu lầm. Cả hai cho biết không có chuyện gà cưng mà chỉ là hợp tác, lệ là co host của nhãn hàng còn Piu Piu được mời đến livestream bán hàng. Đáp trả chuyện nói lơ lớ để câu like, ham tiền nên bỏ rừng xuống phố livestream. Sau hiểu lầm về mối quan hệ với Piu Piu, Mỹ Lệ cũng giải thích rõ ràng về chuyện giọng nói của mình. Cụ thể nhiều người cho rằng Mỹ Lệ có thể nói giọng phổ thông cực mượt nhưng lại dùng tiếng kinh lơ lớ để câu tương tác bán hàng. Trước ý kiến này, cô nàng cho biết nếu mọi người theo dõi mình từ trước thì cũng biết mình dùng giọng phổ thông là chính. Còn giọng kia thì có một số bạn biết mình là người dân tộc nên muốn nghe thử xem cách nói chuyện có hay, có lạ không nên mình nói một vài câu cho các bạn nghe. Ý định ban đầu của mình chỉ là muốn truyền tải một cái gì đó lạ lạ, mới mẻ theo cách tích cực thôi nhưng có lẽ dạo gần đây mình dùng hơi nhiều nên nó đang đi theo hướng hơi tiêu cực quá. Vì vậy mà Mỹ Lệ đã gửi lời xin lỗi nếu điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người và quyết định không sử dụng giọng lơ lớ để livestream nữa. Đồng thời cô nàng mong những người yêu quý mình và giọng nói lơ lớ của mình thông cảm. Về chuyện bị trêu đến mức phải khóc trên livestream, Mỹ Lệ hiểu là mọi người không có ác ý nhưng vẫn mong không bị trêu nữa để sự việc không đi theo hướng tiêu cực. Trước đó Mỹ Lệ cũng gặp những ý kiến trái chiều về việc chỉ chăm chăm livestream kiếm tiền không còn làm clip vô tư như trước đây. Giải đáp về chuyện này, cô nàng đã tâm sự về cuộc sống của gia đình ở Sapa và tiết lộ mong muốn của mình. Mỹ nhân người Thái cho biết, bố mẹ có một quán đồ nướng, công việc hàng ngày của cô là phụ giúp gia đình như nhận order, bưng bê, thay than cho khách, rửa bát. Tuy nhiên Lệ cũng muốn phát triển theo con đường riêng, có thể tự lo cho bản thân mà không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Có nhiều bạn theo dõi mình từ ngày xưa, khi mình chưa được ai biết đến cho đến bây giờ được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người, thì các bạn thích mình chỉ livestream vui vui, tấu hài buồn cười. Nhưng mọi người ạ, à, mình cũng phải lo cho cuộc sống ngoài đời chứ đâu thể sống trên mạng được. Mình mà muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải cố gắng, cố gắng kiếm nhiều tiền mới có cuộc sống tốt được đúng không? Ai cũng xứng đáng có cuộc sống tốt hơn nên mọi người sẽ hiểu và ủng hộ cho mình nhé. Trên mạng sinh siêu thực, ngoài đời chuẩn mỹ nhân Tây Bắc. Không thể phủ nhận một trong những lý do giúp Mỹ Lệ có được sự quan tâm từ cư dân mạng là vẻ ngoài xinh xắn với làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn có phần siêu thực. Chính vì vậy mà có người còn nhận xét nhan sắc của cô nàng như được tạc từ AI. Xinh quá, nhìn tưởng tỉ tỉ xứ chung đó, xinh thế. Nói chuyện cuốn, nhanh nhẹn, cưng ghê, mắt thì to miệng thì nhỏ, mũi cũng đẹp. Trời ơi, xinh còn hiểu chuyện và lắng nghe, xem được video của bạn tự nhiên thấy cute quá. Chúc bạn thành công trên con đường này là một số bình luận từ cư dân mạng dành cho Mỹ Lệ. Trong những clip được quay ngoài đời thực như đi bắt cá, tìm hiểu người hát mong may trang phục dân tộc, Mỹ Lệ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài dễ thương dù có không filter hay chỉnh sửa kỹ càng. Khi còn ở Sapa cô nàng cũng thường xuyên mặc trang phục dân tộc và nhận về nhiều lời khen từ netizen rằng chuẩn mỹ nhân Tây Bắc.